Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình lại tiếp tục làm cho các bạn xem cảnh núi Kỷ V3. Hôm nay lễ 29 nha các bạn. Lễ 29 ta đi chơi đông lắm. Rồi lát nữa có một cái nhóm bạn trẻ ở Sài Gòn quận 8 xuống cho Kỷ ăn nha các bạn. Để mình quay cho các bạn xem nha. Đây, đây là nhóm bạn trẻ ở Sài Gòn quận 8. Hôm nay lễ 29 xuống Vũng Tàu chơi ghé núi Kỷ V3 cho mấy chú khỉ ăn nha các bạn. Mình quay cho các bạn xem tiếp nha. Cho khỉ ăn đi, quay cho làm YouTube. Rồi cho nó ăn đi, cho ăn đi. Ăn tối lên YouTube coi. Núi Kỷ V3. À, hôm nay có nhóm bạn trẻ lên cho khỉ ăn nha các bạn. Lên tuốt hồng mấy hả? Trời dạ. Đi xa lắm á. Đây mới có nửa đường thôi. Đi xe Honda hả? Thôi xe Honda, ok. Bye bye. Bye. Rồi cho nguyên nãy luôn hả? Ồ, chơi sang bay. Để ẩm đi em luôn rồi. Thôi, đâu rồi. Đâu nó mới giả lên. Video mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Hẹn gặp lại vào video sau nha. Nếu thấy hay cho mình xin một like, nhớ comment nha các bạn. Nhớ nhấn cái chuông. Trời ơi cười. Nhớ đăng ký kênh cho mình nha các bạn. Dạ thì bye bye. Bye bye.